tất cả các bạn. Môn này đầu tiên đó là chúng ta sẽ làm, các bạn yêu cầu là từ đồng nghĩa thì phải, đúng không? Các bạn yêu cầu nhiều nhất là từ đồng nghĩa, ngữ pháp, đọc hiểu, vần đục lỗ, dấu sao, đúng không? Thì đây, hôm nay mình sẽ làm lần lượt tất cả các thứ nhá. Câu 26, Kuyashi kimochi o nikki ni kaita. Mình viết vào nhật ký những cái cảm xúc kuyashi của mình, đúng không? Đấy, chúng ta có kurushi, đấy thì là gì nhỉ? Kurushi thì là đau khổ, còn kuyashi thì là tiếc nuối, đúng không? Thế nên ureshi là vui, dame. Manjoku, đúng không? Chữ này là manjoku thì có nghĩa là mãn túc, thỏa mãn. Sabishi, đúng không? Là buồn, nhưng chính xác của kuyashi nó sẽ là từ janen. Ok, chính xác rồi. Câu 27 nào. Ensoku ni tsude minna no iken wa barabara da. Đấy, barabara. Đấy, về cái việc đi picnic nhá. Ensoku, bạn đọc từ này không? Ensoku, chữ viễn và chữ tốt, đúng không? Thì ý kiến của mọi người đang barabara. Rồi, để xem nào. Câu 26, các bạn đã chọn 2 hoặc 4 à? Ok, để xem nó là cái nào nhá. 4 à, đây là sang xe đấy matomata. Đấy, nên là ý kiến của mọi người về cái đấy thì ý kiến của mọi người làm sao thì có thể là đồng nhất, nghe hợp lý nhỉ? Đây là gì? Zenbu onaji, giống nhau. Futatsu ni wakareta, chia làm đôi, đúng không? Zenbu chigau thì có nghĩa là gì nhỉ? Khác nhau hoàn toàn, còn đây là sansei de matomata. Nó tức là đồng ý và có đã thống nhất được với nhau ấy, matomata. Đáp án chính xác câu 27 các bạn nhá. Đáp án phải là số mấy đây ạ? Số 2, đúng rồi, có nghĩa là parabara là tơi tả ra, chia rẽ ra các bạn nhá, mà nó có nghĩa là khác nhau hoàn toàn. Chứ không chỉ đơn giản chia làm đôi đâu ạ, mà mỗi người một ý luôn ấy ạ. Đấy, bao nhiêu người thì bấy nhiêu ý kiến chẳng hạn. Thì nó sẽ là para. Đó là những cái từ nhỏ người ta gọi là từ tượng thanh, từ tượng hình, đúng không? Ô, bạn Ngọc Sen đã chọn số 4 à? Không phải nhá, para là chia ra, tách ra nhá. Đó. Ok, sang câu 28 nào. Kono seta wa anata ni biktari da. Biktari desu. Nha, chigi 28 minasan. Cái áo len này với bạn nó làm sao có từ victory, có những từ rất là quen thuộc, đúng không ạ? Rời rạc, chia rẽ ra cũng được nhá. Áo len này với bạn nó quá to, đúng không? Nó quá nhỏ. Nó đây là từ gì nhỉ? Niaimas, đúng không? Và đây là niaimasen, đúng không? Đấy, chúng ta xem nó là từ nào. Hey, 28 no kotai wa minasan comment o onegai shimasu. Rồi, câu này sẽ là bitari là vừa vặn, vừa khít, kiểu choroi, thì nên không thể quá to được, cũng chẳng phải là quá bé. Vậy vừa khít thì đương nhiên ta phải hợp với nhá, nên là niau niaimasu chính xác, dong bằng da mẹ. Yachigi niukyou ban. Ike no kanarasu nobete kudasai. Ồ, câu 28 các bạn chọn là 4 ấy hả? Đây, câu 28 Ngọc Hà, chắc comment nhầm đúng không Hà Giang? Victory mà, phải là vừa vặn vừa khít chứ, đúng không ạ? Rồi, nào câu 29 nào. Hay, chúng ta có là gì? Nobemon, chữ thuật, đúng không? Là đưa ra, nhất định hãy đưa ra ý kiến của mình nhá. Hanashite, kite, dashite và gì đó nhỉ? Nobete, asumimasen, kangaete. Câu 29. Bạn Trần Văn Quý, bạn comment phương án nào đấy? 283, đúng rồi, ideshio. Câu 29 mình thấy các bạn đang chọn 1 hoặc 3. Nếu mình dịch là đưa ra, có 3 có vẻ hợp lý đúng không? Ok, bỏ cái số 2 nhá, là nghe hỏi này. Kangai tên là suy nghĩ, chúng ta bỏ đây này, đúng không ạ? Thì còn lại hanashimasu với cả dashimasu, đúng không? Thì phương án chính xác của nó sẽ là phương án 1. Các bạn nghe mình dịch là đưa ra, đúng không? Thế là bạn dịch cái này. Nhưng ra đưa ra, nêu lên ý kiến, tức là phải nói ra cái ý kiến nhé. Đây là Ike mà, đúng không? Nên đáp án chính xác câu 29 phải là đáp án số 1 các bạn nhá. Đó, nhiều bạn mình nghe mình dịch là đưa ra thì nhỉ, ý kiến là các bạn chọn dashimasu là đưa ra, lấy ra, đúng không? Không thể lấy ra cái ý kiến đâu các bạn ạ, đúng không? Phải lấy ra từ đâu đó, ví dụ lấy quyển sách từ trong cặp ra chẳng hạn này. Kabang kara hongo dashimasu, đúng không? Đấy, nên là cái này phải là đáp số 1 nhá. Chữ thuật nêu ra, đưa ra ý kiến, nhưng mà đưa ra tức là mình nói lên cái ý kiến đó, đúng không? Nói ý kiến, vậy nó sẽ là hanashimasu. Chuẩn chưa ạ? Câu 30. À, câu số 30 nào. Hay, Yamagoya ni atta no wa wasukana tabemono datta. Đó, những từ này chưa trượt từ nào ra khỏi cái cụm từ mimikarao boiru hay sao nhỉ? Đúng không? Với giáo trình mimikarao boiru. Câu 30 mọi người đang chọn 2 hoặc 4. Có người chọn 3 nữa này. Dễ nhầm quá. Thế các bạn phải nắm chắc nhá. Vì không chỉ đơn thuần là học từ vựng ấy, đến N4, N5 thì người ta chỉ đơn giản hỏi các bạn là cái từ vựng đấy có nghĩa là gì thôi. Nhưng lên N3, N2 có cấp độ cao hơn thì các bạn thấy là người ta hiểu bản chất của từ vựng, chứ không thể dịch ra tiếng Việt cái từ này. Ô em thấy tiếng Việt nó hợp lý chứ, nhưng mà trong ngữ cảnh nó sẽ không dùng, đúng không? Cái từ này đương nhiên là nói mát không thể thuật ra ý kiến được. Mình sẽ dịch cho các bạn là đưa ra ý kiến, đưa ra tức là nói lên ý kiến. Còn cái dashimasu nó chỉ trong tập đưa ra cái hoặc nộp cái gì đó này, ví dụ đây bố tố dashimasu, đúng không? Hoặc gửi cái gì đó này, hoặc là chúng ta đi với cái cụm là lấy ra thì mới là dashimasu nhá. Mình làm bên bài test nó là 3 mà nhỉ á, thế à, thì chắc là nó sai nhá. Bạn nghĩ mà xem, đúng không? Vì dashimasu thì mình giải thích thì mình phải biết là nó là đáp án nào, nó chuẩn, đúng không? Chứ không đơn thuần là cứ theo một cái. Gần đây mình thấy các bạn hay inbox cho mình này, hoặc là các bạn đăng trên cái nhóm chinh phục 140 điểm N3 của trung tâm cô C ấy. Có rất nhiều câu hỏi là cô ơi tại sao phương án này lại thế này. Đấy, có nhiều các ứng dụng này, thậm chí có những mình không nói sách nhưng mà những cái file đề các bạn có được ấy, các bạn làm ấy, thì mình nói luôn là nó có thể sẽ bị sai nhá, bởi vì do vấn đề là đánh máy lại này, đúng không, gõ lại, thế nên là không tránh được những cái sai sót. Thế nên vấn đề là các bạn phải hiểu là khi các bạn ok xác nhận lại rất là tốt, các bạn cố gắng là sẽ hỏi những senpai, những sensei chẳng hạn, đúng không, để xem là người ta đưa ra những cái giải thích như thế nào và nó phải hợp lý, chứ không phải đáp án là như thế thì mình biết nó là như vậy, nhớ chưa nhá. Rồi, ok Nam, xin lỗi các bạn, quay trở lại câu 30 nhá. Wazuka có nghĩa là ít ỏi các bạn nhá. Đấy, chỉ còn lại thôi. Cái thứ đồ còn lại trên những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ở trên những dãy núi khi người ta đi leo núi ấy, đúng không? Thì chỉ còn lại ít đồ ăn thôi. Wazuka nó bằng với tsukoshi, chính xác. Nokori là còn lại, amari là dư thừa gì đó nhá. Rồi, ok. Tiếp theo ta sang câu số tiếp theo của môn đai số 5, đúng không? Là liên quan đến cách sử dụng từ. Đúng không ạ? Mình lựa chọn một vài những cái môn đai mà các bạn hay hỏi là cô ơi hãy livestream nhiều những cái này đi, đúng không? Để chúng ta cùng nhau làm. Nào chị, sangyu ichiban, kau. Những cái từ này thì chắc chắn là các bạn biết rồi, đúng không? Tuy nhiên là sử dụng trong ngữ cảnh nào thì chúng ta cố gắng là xem nhé. Ok, câu 31 nào. Ngoài ok mình đã nói cái cách làm của dạng môn đai số 5 này, đó là khi các bạn tìm được một câu đúng, đúng không? Ví dụ ở đây các bạn đang chọn 3 chẳng hạn, đấy mình chưa biết là đúng hay sai nhá. Thì các bạn hãy xem cho mình xem ở các phương án còn lại 1 2 4 mà các bạn cho là sai thì từ nào sử dụng ở đấy nó sẽ hợp lý để mình hiểu bản chất của từ luôn nhá. Được chưa ạ? Đó, ví dụ câu 1 chẳng hạn này. Đấy, nếu kau đây là nuôi này, mình biết rồi đúng không? Vậy trong trường hợp số 1 này các bạn nên dùng từ nào thay thế ở vị trí kau này? Đấy, hoặc là có dùng được hay không mình cũng phải giải thích được nhá. Đây, watashi no ie de wa koromo, đúng không, đang có futari, đúng không, ở nhà tôi thì có 2 đứa trẻ con thôi. Đấy, chỉ đơn giản là sodate mát chẳng hạn, đang chăm sóc, đang nuôi 2 đứa trẻ con, nhưng mà nuôi này nuôi động vật nên mình không dùng cho nuôi người. Đấy, nên câu này nó sẽ sai. Hoặc câu số 2 hanao, đúng không, đây là mình sẽ trồng hoa cái gì đấy, hay hái hoa chẳng hạn, hay mua hoa, cũng là kai tai đấy, nhưng mà chúng ta không dùng chữ tự này mà chúng ta dùng chữ mãi, mua hanao kai tai to mote hanayae ikimashita, tôi định mua hoa thì là tôi đến cửa hàng hoa. Được chưa? Đấy, nên câu 32 cũng là kai tai nhưng mà nó dùng chữ hán khác, không phải là chữ tự này nhá. Câu 34, câu số 4 là mình xin lỗi. Kino ue de ai đang có oyatori ga koromo no tori o. Đấy, mình là nó ở trên cành cây thì bố mẹ, đúng không? Con chim mẹ thì ấy nó đang chăm sóc con chim nhỏ, con chim con của nó. Vậy nó sẽ là không phải là nuôi con chim con của nó mà sẽ là sodatemasu, đúng không? Hoặc là sodatemasu nhá, sodatemasu. Đó. Idesu ka? Bạn Hiền ơi, thì đây là mua hoa chứ nhỉ? Bởi vì đây là đi đến cửa hàng hoa nhá. Đấy, định trồng hoa thì phải ra vườn cơ, như đây là hana dạ thì mình nghĩ là kai tai nó sẽ hợp lý hơn. Ok chưa? Rồi, chính xác. Vậy đáp án là số 3 xem nào. Koromo no koro hai ie de nanka ushito nanka uma o katemashita. Hồi còn bé thì ở nhà tôi có nuôi bò với cả nuôi ngựa, đúng không? Ok, chúng ta vậy sẽ có câu này. Đúng rồi, số desu ne. Đây là ngựa uma rồi. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu số 3 mọi người nhá. Kau. Ok. Hiền sang nhìn nhá, đấy ue đụ thì không hợp lý, tất nhiên là trồng hoa đúng rồi, thế nhưng mà trong cái câu này thì là mình đi đến cửa hàng hoa thì mình mua hoa nhá, dùng từ kai mát nhưng mà chữ hán khác. Câu số 32 nào. Nào sang câu số 32 chúng ta có vận động từ naguru, ok chưa? Đấy, các bạn đọc kỹ xem nó là từ câu nào đáp án đúng, và các câu sai còn lại hãy tìm cho mình cái từ để mình nhớ nghĩa của từ đấy luôn nhá. Cái phần này thì chúng ta có thể tìm được 4 động từ, 3 động từ để thay thế vào những vị trí nó sai đấy. Nên cố gắng những câu sai các bạn hãy nói ra cho mình động từ nào thay thế vào đấy nó hợp lý. Ok chưa? Chúng ta xem nào. Câu số 1 nhá. Gì đây nhỏ? Okotta dansei wa, đúng không? Gì đấy nhỉ? Mou hitori no hitori desu ne no dansei wo naka chikara ippai naguru. Câu số 32 một có vẻ hợp lý nhỉ? Đúng là gì đây? Một người đàn ông rất là tức giận thì đã đánh hết sức mình này đúng không? Với một người đàn ông khác. Đấy, Mou hitori no dansei. Hợp lý, ok, để lại để xem nhá, xem thế nào đúng này. Rồi, những bạn nào đang chọn số 2 đúng không? Mình thấy một vài bạn chọn số 2 này. Sono Saka senju wa hai nanka migi ashi de nanka omoikiri boru wo, đúng không? Đấy, đánh thì chúng ta không phải đánh quả bóng mà nhất là cầu thủ bóng đá, chúng ta phải đá quả bóng. Thế nên mình dùng từ kê đự nhá. Đấy, viết từ kê đự không ạ? Xin lỗi các bạn, mình viết hơi xấu nhá, bởi vì ở đây nó đang ở mình viết bằng cái chuột nên hơi khó hình dung. Nói chung đá bóng phải dùng từ nage, phải dùng từ gì nhỉ? Kerima. Nhớ từ đấy không ạ? Đó, chính xác, kê đự có nghĩa là đá. Còn ném bóng thì là kê đự, trong môn bóng chày cái thứ nhá thì mới là bô độ ố là kê đự. Còn đây là trong môn saka là cầu thủ bóng đá phải dùng chân, đúng, dùng chân phải các bạn nhá. Đây là đá hết sức mình thì đúng không? Thế nên phải dùng từ kê đự. Ok, nên câu số 2 không phải là kê đự. Câu số 3, kosaten de kuruma to jitensha ga, hai cái xe này làm sao mà nó gây ra vụ tai nạn lớn nhỉ các bạn nhỉ? Đấy, nên là câu số 3 thì chúng ta phải dùng từ butchikaru. Xin lỗi các bạn nhưng mà cố nghe nhé, mình không viết ra được vì nó hơi viết nó hơi xấu, đúng không? Hai cái xe nó va chạm với nhau mình dùng butchikaru, đúng không? Hai cái xe đâm vào nhau, lao vào nhau gây ra vụ tai nạn lớn. Chính xác chưa? Tiếp theo câu số 4 đúng không? Heya ni nanka harumai ni rao. Ok, mình có thể dùng từ nốc cự cũng được bạn nhất Chimai ạ. Hoặc nếu không thì mình sẽ dùng một từ có không phải nốc cự là trong từ katakana đúng không? Thì dùng từ đúng của nó sẽ là tataku. Gõ cửa ấy ạ, nhớ không? Đấy, gõ vào đâu đấy nhá, tataku như thế không ạ? Tatate kudasai, tataite kudasai. Đó thì gõ cửa, nên câu 4 không đúng. Và đáp án chính xác là số 1 rồi. Đúng rồi, đó là đá, đánh ngay đó. Đấy, ẩu đả, chứ Hán Việt của nó cũng chữ ẩu thì phải. Đúng không? Trong ẩu đả, đánh nhá. Yakotae wa ichiban. Yachi 33번 desu ne. Đó, chúng ta sang câu số 33 nhá. Sumi. Hôm trước có rất nhiều bạn mình hỏi câu này này, nhưng trong đây may là nó còn không có cái đáp án đó, thì mình tiện thể mình sẽ giải thích luôn nhá. Dạ, chigi desu ne. Idol 33번, minasan comment o onegaishimasu. Đúng rồi, bạn Quý Giàng à, bạn Quý Giàng chọn ba từ rất là hợp lý luôn, đúng không? Tất nhiên có thể có những phương án khác, nhưng mình thấy trong cái nghĩa người ta đang đưa ra thì những từ như là câu đầu tiên, câu số 2 là đá bóng chẳng hạn thì phải dùng từ kê đự, hai xe đâm vào nhau thì là butchikaru, còn gõ cửa sẽ là tataku, đúng không ạ? Câu số 33 chúng ta liên quan đến từ sumi. Thì hôm trước các bạn ở trong một vài đề khác cái từ sumi người ta đánh lừa các bạn bằng từ kado. Cả hai cái đều là góc đúng không? Thế nhưng mà kado nó sẽ nói về góc đường, góc ở bên ngoài đường ấy. Đó, ví dụ như là Futatsu no kado magatte kudasai. Đấy, rẽ ở cái góc thứ hai hàng kia kìa, là góc ngoài đường các bạn nhá. Còn sumi là góc ở phía trong ấy, đúng không? Mà thường là trong nhà, thế nên là trong phòng các thứ ấy, đúng không ạ? Thế nên câu 33 đáp án là đâu có phòng nào không? Chính xác đáp án là số 2. Heya no sumi ni chisana chisana isu ga oite aremasu. Ở góc phòng có đặt một cái ghế nhỏ, đúng không ạ? Câu số 1 thì không thể là góc của cái Jiugyo độ mà sau giờ học thì sensei đã nói một cái điều quan trọng. Đấy, đúng không? Ato đấy, chứ không phải là sumi đấy. Còn theo tháng 12 rồi, với sắp hết năm mà, đúng không? Một năm cũng sắp qua đi gì đấy chẳng hạn. Sumi chỗ này nên dùng cái từ chữ sumi trong chữ tế, các bạn nhớ không ạ? Hết ý, là nơi có những từ đồng âm khác nghĩa các bạn nhé. Đó chạ, đấy có từ sumi nhưng mà sumi đấy là chữ tế các bạn nhé. Là kết thúc là hết sumimat đấy ạ. Ở đây, ở trên là tóc à, kaminoke desu ne gomi ga tsuitemasu. Đấy, nói chung là trên tóc vương sợi rác rồi. Nói chung là vương cái lá cái gì đấy chẳng hạn, đúng không? Thì phải là trên tóc ue chứ không phải sumi, không có góc tóc được các bạn nhá. Yakotae wa niban desu. Ya, so desu yo ne. Ya, chigi 34번. Senaka. Câu 34, mình thấy có một vài phương án, có 4 và có 1. Ok, mình xem nào. Senaka là gì? Là lưng đúng không? Ok, 1. Ano onna no hito wa totemo ase ga takai. Đấy, người đàn ông kia cao thế. Đúng không? Mình đã nói với các bạn trong dạng môn này năm này rồi, đó là nếu người ta cho hai chữ Hán ấy, một từ mà có hai chữ Hán chẳng hạn ấy, thì đôi khi trong những phương án sai thì dùng một trong hai chữ Hán đó để nó diễn tả thôi. Đúng không ạ? Nên câu 34 một là sai mất rồi. Ngày nào cũng like nhá. đúng không? Với C gatakai chứ, làm gì có C naka gatakai, đúng không? Đấy, anh ấy rất là cao thì chúng ta C ga natakai và C ga hikui, không có chữ chung này nhá, chuẩn chưa? Đấy. Còn câu số 2 asa kada nanimo tabete inai no de thì phải là C onaka. Đấy đúng không? Onaka ga suimashita, tsukimashita chứ không phải C naka nhá. Đấy. Hoặc Tanaka sang noe wa watashi no eno. Nhà anh Tanaka chắc bên cạnh cái đấy thôi nhở. Đấy, hoặc là tonari đấy chứ không thể ở lưng nhà tôi được. Hoặc yoko này chẳng hạn. Đấy, bên cạnh nhà tôi. Ok. Đáp án chính xác sẽ là dùng bằng Jutto basukon ni mukate suwatte itara senaka ga itaku natta. Cứ hướng về màn hình máy tính mà livestream đi, ngồi suốt đấy là đau lưng đấy, đúng không? Nên là đừng có livestream nữa, đừng có nhìn màn hình máy tính nữa nhờ các bạn nhờ. Ides có. Rồi, đấy, nhìn kỹ nhôm nhá, phải để ý thật kỹ. Rồi, ok, câu này hy vọng không nhầm nữa. Câu này các bạn có biết đọc chữ này không này? Có biết nghĩa nó không này, đúng không? Và nếu biết nghĩa rồi thì có chọn được cách sử dụng đúng của nó không này? Câu 35, ok chưa? Ok, từ này là chữ đơn và chữ thuần. Đơn trong đơn giản, đấy, thuần trong thuần túy, đúng không? Ok, vậy nó đọc là tanjun. Đó, vậy đáp án chính xác sẽ là gì? Câu 35, mọi người đều chọn đúng rồi. Số 2, Kono mondai wa totemo tanjun nano de kotae ga sugu wakaru desho. Chính xác, bài này dễ mà, đúng không? Thế nên là biết ngay câu trả lời. Còn đây, sono jiken wa aru, đúng không? Đã xảy ra vào buổi tối, không thể buổi tối đơn thuần được. Game desu ne. Hoặc là jishin no toki wa tanjun na mono. Đây, chứ mình dùng từ kantan nhỉ, đúng không? Hợp lý hơn, mang đồ đơn giản thôi, đúng không? Rồi chạy đi, chứ lại ngồi đấy mà mang những cái thứ lằng nhằng, đúng không? Subarashi egao mite totemo. Cái gì nhỉ? Cái tình cảm đơn thuần cũng không đúng nhá. Xem bộ phim thì tôi có cảm xúc ở đấy thôi, chứ không phải tình cảm đơn thuần là không sử dụng trong nghĩa này. Ok chạ, vậy cô tay quá ni vào des. Không biết chữ Hán à? Ok, tiếp theo rồi ok, vậy chúng ta tiếp theo sang phần ngữ pháp nhá, pungpo. Ok chạ, đây phần này là phần ngữ pháp này. Đấy, nhìn thấy chưa ạ? Đây là một đề nhá. Nào, câu số 1 là dễ quá, đúng không? Kai kai ni nào. Atari đúng không? Đây yori aisatsu ga gozaimasu. Ok, câu số 1 thực ra nãy mình đã lỡ mồm nói phương án rồi, không biết bạn nào để ý không, đúng không? Ok, chúng ta có mẫu câu là ni atari hoặc ni atte, thực ra ngữ pháp này hơi thuộc N2 một chút. Nó bằng với toki các bạn nhé, nhưng mà thường dùng trong một số ngữ cảnh nó hơi khô cứng một chút. Và những ngữ cảnh đặc định, ví dụ như là khi mở cửa hàng, khi đóng cửa, khi khai giảng các thứ chẳng hạn gì đó chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nó sẽ là ni atari. Ok chưa? Hoặc là ni atate các bạn nhé. Đó, thì mẫu câu của nó sẽ là đây ạ, ni atari. Đó, khi mà nói chung là khai hội, tức là kiểu bắt đầu khai trương cái gì đấy chẳng hạn, đúng không? Đấy thì rồi bây giờ từ phía đại diện này có xin một vài đại biểu đây, đúng không? Có xin một vài là phát biểu. Ai sắp chỉ các cô dài mắt, đúng không ạ? Rồi tiếp theo câu số 2, đúng không ạ? Đấy. Yoshida sang to naka đây là gì nhỉ? Yamasaki đúng không ạ? Hanashimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Kochira. Ủa dễ quá rồi, câu này số 3, kochira koso. Đúng không? Cái này thì ra luôn rồi nhá. Đấy, cái tự này, cái cô sộ thực ra nó ở trong ngữ pháp này cứ như tưởng là bài 1, bài 2 của Minna no nihongo, đúng không? Thì vì nó là quá quen với các bạn rồi nên ra mình nhấn mạnh một chút. Cô sộ thì mang ý nghĩa là gì nhỉ? Chính là, và chúng ta hay thường bắt gặp là kara cô sộ, chính là vì anh yêu em anh mới mắng em đấy, đúng không? Kiểu như thế. Mà đấy là đến này, hô độ là đến mức này, kara là từ này, game desu ne. Rồi, ok, đấy, câu 2 học gì cô sổ cài rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mình nhấn mạnh một chút, cô sổ trong N3 nó sẽ là nhấn mạnh chính là các bạn nhé. Mà chúng ta hay bắt gặp là cô sổ, đúng không ạ? Dễ quá, ok, sang câu tiếp theo nào. Vì dễ quá nên mình quyết định sang câu số 3 luôn. Nande mo dekiru ano hito no nane nane kono shigoto mo chanto yatte kureru to omoimasu. Nào, câu số 3, đấy, vừa nói một câu đơn giản xong sang câu số 3 là thấy 3 phương án rồi, 2, 3, 4, có ai chọn 1 không? Nam để mộ đây, chúng ta phải xác định chủ ngữ đây nhá. Cái người đó là cái người mà cái gì cũng làm được. Ở đằng sau là gì đấy? Tôi nghĩ rằng là, đúng không? Cái công việc này người ta sẽ làm cẩn thận cho mình đấy. Chan tội yatte kureru. Vậy nó sẽ nói về nguyên nhân lý do các bạn nhá. Thế nên là nguyên nhân lý do thì chúng ta sẽ dùng có một câu đó là koto dakara. Có nghĩa là từ một cái lý do, từ một cái gì mình đều biết rõ về người đấy rồi. Là cái anh ấy là một người cái gì cũng làm được. Đấy, koto dakara. Có mẫu câu này các bạn nhé. Nếu học trong xin các bạn sẽ biết, đúng không? Liên quan đến mẫu câu nói về gì nhỉ? Với nguyên nhân lý do, từ cái nguyên nhân mình biết rất rõ, anh này ấy, rất là giỏi, anh này cái gì cũng làm được. Thế nên là lúc sau mình mới dẫn đến cái phán đoán phía sau đây là tôi nghĩ là anh ta sẽ làm cho mình thôi. Yatte kureru to omoimasu. Vậy hình thức của nó sẽ là koto dakara. Nhớ chưa ạ? Ừ. Đấy nhá, ok, câu 3 sẽ là đáp án số 4. Còn koto ni, koto ni wa, koto kara thì không phải là hình thức này nhá. Câu số 4 là Hayashi-san, Jemi no đang có hapio suru koto wa dekinai. Đấy, không thể phát biểu được bởi Jemi đâu, đúng không? Naku, nuki de, inai de, kiri de. Cái nào, câu nào cơ? À, bạn Phan Thành, đúng rồi, hôm qua mình livestream nó hay nhưng cũng có câu này thì phải nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy. Vậy câu 4 các bạn chọn gì ạ? Câu 4 là khi đi đấy, cắt cái anh Yashi là nghe hợp lý phết nhỉ? Đam mê. Inai đấy, không có này nhưng phải gái inai đấy mà thực ra trong nghĩa nó cũng không đúng đâu ạ. Đáp án chính xác là nuki đấy. Nuki âm án việc của nó trước bạt là loại bỏ đi đúng không? Tức là nếu không có đúng không? Cái việc mà không có cái anh Lâm này ấy, đúng không? Thì chúng ta không thể nào bắt đầu được cái buổi Jimmy. Ok chưa? Phát biểu được đúng không? Đáp án chính xác là 2 nhá. Còn nắc cự thì là không đúng rồi, không dùng cho người. Nai nắc cự. Đam mê. Yakotai wa ni bằng. Ôi nhiều bạn chọn 34 thế. Rồi 42 chính xác, nếu không có tức là loại bỏ đi. Đấy, nuki là loại bỏ đi, chữ Hán này trong từ nhổ tóc các thứ ấy các bạn. Đúng không? Đó, nukimasu các bạn nhá. Đó. Thì chúng ta sẽ nukimasu đúng không? Thì đây sẽ là nếu bỏ anh Lâm này đi, anh Hayashi này đi thì chúng ta không thể nào bắt đầu được cả. Chuẩn trạng đó. Còn inai đế thực ra là inakkute cơ, nếu các bạn muốn dùng. Còn inai đế là gì đấy? Thay bằng cái việc không có anh này thì chúng ta không thể, lại không hợp lý rồi nhá, đúng không ạ? Chọn 10 thế nên bị sai mất à? Đúng rồi đấy, câu 3 là không có gá là một chuyện này, thậm chí trong văn nói thì đương nhiên là mình có thể bỏ gá thì chẳng sao đâu. Nhưng mà inai đế, cái nai đế thì mang ý nghĩa là gì đấy? Là thì thay bằng việc này thì làm việc kia á, đúng không? Nên là nghĩa của nó không đúng. Ừ. Câu số 5 nào. Đây là sách, cái sách mình đang chữa cho các bạn. Đây là theo sách Chokuzen Taisaku. Thì có một bài, thực ra là mình cũng ít chữa cho ngữ pháp trong phần này. Ngữ pháp nhé, 13 câu ngữ pháp. Bởi vì có một vài câu nó hơi hướng N2, N1 một chút, đúng không? Nhưng mình cũng lựa chọn những cái đề mà nó phù hợp với các bạn để mình chữa. Bởi vì nói quá nhiều liên quan đến N2, N1 chẳng hạn để các bạn lại hoang mang. Sao nhiều ngữ pháp lạ thế này, đúng không? Mà thực ra nhớ cũng không cần thiết. Ừ. Nào, sang câu số 5 là mọi người đến nhìn thấy chưa ạ? Ai, kotoshi no natsu wa tenki yohou ga hazure. Ai, atsui nani nani totemo. Ai to nan ka suzushi. Câu này thì đoán thôi chứ còn thực ra nó cũng thuộc N2 một tí đấy. Ừ. Hanshite em ơi, câu số 1 nhớ nhá, mẫu này đúng học trong N3 rồi, nhưng mà trái ngược với, nghe thì hợp lý nhưng trái ngược với những cái từ để đi trước Hanshite nó phải là yoso. Đó, yosoku, đó hoặc là kibo, đấy trái với nguyện vọng, trái với dự đoán cơ các bạn ạ. Nhớ chưa ạ? Còn nó không thể đi đứng trước tính từ như thế này được. Đấy, chưa đi được. Nên số 1 chúng ta loại bỏ đi nhá các bạn nhá. Nghe dịch thì rất hợp lý là trái với việc nắm thì nó đã rất là mát mẻ đúng không? Nhưng Hanshite nó chỉ đi với những từ đặc biệt của nó. Phải hiểu bản chất là trái với quy tắc, trái với luật lệ, trái với dự đoán, trái với luật pháp, trái với mong mỏi yêu cầu của ai đó thì mình mới bùng nổ lý Hanshite. Rồi tiếp theo, Nimot Kagawarazu thì lại là gì đây? Không màng đến, không liên quan đến bất kể thế nào đó nhá, Kagawarazu. Nên số 3 không hợp lý, bất kể nóng mà lại còn mát thì làm sao mà hợp lý được, đúng không? Nishite wa thực ra nó nhấn mạnh cũng là tuy nhưng, nó bằng với wa đi ní các bạn ạ, nhưng nó nhấn mạnh vào sự không tương xứng của hai vế. Tức là đấy, lẽ ra nó ví dụ như là gì nhỉ? Đắt mà lại không ngon chẳng hạn. Đấy, giá thành cao, đắt mà lại không ngon chẳng hạn thì nó mới dùng đấy. Nhưng đây là tôi cứ nghĩ rằng nó nóng cơ ấy thế mà không phải, nó lại rất mát. Thế nên đáp án chính xác phải là số 2, dokoroka. Nhớ chưa ạ? Cứ tưởng rằng là, đúng không? Đấy, cứ nghĩ nóng đâu mà. Đấy, không phải nóng đâu mà nó lại mát cơ. Mặc dù tất cả mẫu câu như là 1 với 4, số 3 thì khác hoàn toàn rồi nhá. Ni mẫu kawarazu để là không mảng đến, không liên quan đến thì cái này không dùng được rồi. Ni hanshite và ni shitewa mặc dù các bạn dịch đều có thể trái lại với hoặc là ngược lại với. Tuy nhiên ý ạ, đặt trong cái ngữ cảnh chính xác của nó thì 1 đến 4 không chính xác. Bởi vì nó có cái đặc trưng riêng của mẫu câu cơ, đúng không? Đó, cái ni shitewa nó nhấn mạnh vào sự không tương xứng của vế trước vế sau. Còn đây là nóng cứ tưởng là nóng nhưng ấy thế mà lại không nóng, lại rất mát cơ. Nên đáp án chính xác phải đáp án số 2 các bạn nhá. Được không ạ? Ừ. Rồi ok, hiểu bản chất của nó nhá. Ừ. Đấy là thêm một cái nữa, đi giải quá không nên tính từ cũng được, chính xác. Ừ. Ok, câu số 6 nào. Okane ga kakaru ima made no yarikata. はい、ですね、鈴木くんの案なら、はい、費用がかからず安くできる。Ok, câu số 6 xem nào. Ok, cái này N2 tôi đừng có quan trọng nó là N2 hay là N4 nhá, bởi vì cái sự phân định nó chỉ mang chất tương đối thôi nhá, đúng không ạ? Ừ. Câu số 6, đáp ứng á. Ok, chúng ta xem nào, đây cái cách làm chúng ta phải dịch được câu ấy thì chúng ta mới chọn được phương án. Thứ nhất đây, cái cách làm từ trước đến nay rất là tốn tiền. Ở đằng sau thì là gì đấy? Nếu là phương án của cái anh gì đấy nhỉ? Anh Suzuki này thì làm sao? Đúng không? Kakarazu nhá, bằng với nai, nhìn thấy chưa ạ? Không tốn tiền lại rất rẻ, nhìn thấy chưa ạ? Vậy nó phải là cái gì? Rất nhiều người bạn chọn câu 6, câu 4. Loại đi em ơi, Nikote, đáp án này có nghĩa là gì? Đáp lại cái gì đó. Đúng không ạ? Vậy phải đáp lại cái yêu cầu, cái mong mỏi, cái nguyện vọng của người dân hay của cái gì đó thì chúng ta mới Nikote. Đúng chưa? Đấy, đáp lại mà, trả lời cho cái gì đó mà, nên câu 4 này chúng ta phải loại đi. Đúng chưa? Đấy, ok. Niyote có rất nhiều nghĩa, mình hay nói các bạn, nguyên nhân, lý do, cách thức, gì nó nhỏ, bởi ai đó này, đúng không? Phương tiện, cách thức, một cái đặc điểm của nó chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, nên 1 không đúng này. Cái số 3, Nichurete thì phải là vế trước, đúng không? Nó kéo theo và xong vế đằng sau nó cũng kéo theo một cái điều gì đó. Đáp án chính xác là Nitaiste. Taiste có 2 nghĩa, một nghĩa là đối với, thì chúng ta đối với cấp trên, đối với hành khách hay đối với khách hàng chẳng hạn. Còn nghĩa thứ hai là trái ngược với các bạn nhá, đúng không ạ? Thì đây trái ngược với cách làm từ trước đến nay rất tốn tiền ở đây. Nếu mà cách làm của anh Suzuki này thì không tốn tiền thế nào, làm rất rẻ. Đúng không ạ? Trời ơi, sao nhiều bạn sai đó. Sang với câu số 7, không sao hết, sai thì làm tiếp. Rồi, câu 7 đang thấy phương án 1 và 3 chúng ta xem nhá. Phải dịch câu cho mình như thế nào. Nào, các bạn nào đã làm comment trước rồi ấy, thì trong lúc mà chờ mình giải thích và chờ các phương án khác thì mình muốn các bạn dịch câu cho mình để mình xem các bạn dịch sai ở đâu mà lại chọn được những phương án đó, nó có thể đúng hoặc có thể sai, đúng không ạ? Câu số 7 đang thấy 1 và 3. Ok, chúng ta xem nào. Tomodachi to đang có wakarete tsurakata ga jikan ga nane tsurete hai kanashii kimochi mo nan ka kiete ita. Đấy, mình vừa nói mẫu về tsurete ra đúng không? Thì vế trước có sự thay đổi và vế sau cũng thay đổi, và thường thường là sự biến đổi nhá. Đấy, nói chung là chia tay bạn đúng không? Đấy, rất là đau khổ buồn bã đúng không? Vậy theo thời gian trôi đi thì nỗi đau nó cũng dần biến mất. Đấy, kiểu thì nó vơi bớt đi. Vậy để cách kết hợp với Nichurete thì nó sẽ là mẫu câu đi với cái nào nhỉ? 7 nó chia sang đó là Tatsu các bạn nhá. Đấy, chia về thể từ điển các bạn ạ. Thời gian vẫn trôi đi, đúng không ạ? Đấy, các bạn dùng Tatsurete không đúng rồi, đúng không? Tsurete kéo theo cái gì đó. Nó vẫn đang phát triển, các bạn hình dung của nó này. Nó vẫn đang trôi, thời gian vẫn đang trôi và nỗi đau nó cũng sẽ biến mất, đúng không ạ? Thế nên chúng ta sẽ dùng đó là Tatsu các bạn nhá, chia thể từ điển ạ. Trải qua thời gian. Nó gì cần gắt tachimat đấy ạ. Đó, cái này là bị sai mất là do chia thôi đúng không? Rồi, câu số 8 nào. Sumimasen, kono dengo nani nani naga itadaite mo yoroshii deshou ka? Hai, dozo. Úi dồi ôi, đọc thuận miệng thì chọn á. Úi dồi ôi. Đây là một mẫu pháp của N3 Nichurete này. Một quạt mẫu câu Totomoni này, Tomonatte này, gì nhỉ? Shitagatte, nó đều là nó với sự biến đổi giống như Nichurete này các bạn nhé. Câu số 8, mẫu câu kinh điển rồi đúng không? Nói chung là cho phép em dùng có được không ấy, đúng không? Động từ chia sang thể gì nhỏ sai khiến đó, đen mẫu Chikawasete itadakemasen ka, đúng không? Hoặc là Chikawasete itadaite mo yoroshii deshou ka, đúng không ạ? Đó chính xác. Nói chung xin lỗi, tôi có thể dùng cái điện thoại này được hay không? Đó là tôi có thể nhận được sự cho phép dùng hay không? Thì bản chất của nó tôi dùng được không nhá. Đáp án chính xác là số 2. Chắc hy vọng không ai sai đúng không ạ? Rồi, thế toàn phương án 2 thôi. Yachi, chúng ta sang với câu số 9 nào. Minasan miemasu ka? Ai, ben ga nai no de sensei no mono o nani nani. Từ này thực ra là câu này hôm trước mình vừa livestream xong ở trong phần kính ngữ. Vì mình đã phải lọc tất cả các sách ra để chúng ta có được những cái câu về liên quan đến kính ngữ, đúng không ạ? Thế nên là mình cũng lọc ra một câu này nó vẫn nằm trong cái số câu trước mình livestream phần kính ngữ ấy, và hy vọng là hôm nay không ai sai, đúng không ạ? It có. Vậy câu này đây chúng ta là gì đây nhỉ? Vì không có bút nên là mượn bút của sensei đúng không? Nhưng chúng ta bỏ cái gì đi nhá, đúng không? Nó chưa sang cái nào quan trọng không phải trả được mà mình không có, mình phải mượn, đúng không? Hoặc là được cho mượn. Vậy đây này, kashite mo yoroshii desu ka, là hành động của mình. Yoroshii thì là em làm cái này được không, đúng không? Thì không thể em cho mượn được không được. Bởi vì đây mình không có bút, mình mượn của sensei nên nó sẽ là kashite kudasai masen ka. Yasan bằng, hy vọng không ai sai, đúng không ạ? Yachigi yu bằng nào, ta tiếp tục với câu số 10 nào. Goki-san to nanka Kobayashi-san hanashite masu ne. Yamashita-san ga mada kite inai desu ga, hontou desu ka? Kino denwa de susseki suru to itte ita no de nani nani. Đấy, câu số 10 này, thấy phương án 1, 3, 4 này, trời ơi. Để xem nào. Nghe nhá, chẳng thấy cái thằng Sơn Hạ đấy đấy nhỉ, đúng không? Thật đã, hôm qua anh ấy bảo là anh ấy sẽ tham gia mà Suseki Suru, đúng không? Vì là anh ấy nói là qua điện thoại anh sẽ tham gia, thế nên là hôm nay chắc là anh sẽ đến. Đấy, mình kiểu như thế, đúng không ạ? Bây giờ mình dịch các phương án làm sao nhá. Hay, eto konai hasu desho, chắc chắn là anh ấy không đến. Đã điện thoại bảo đến thì phải đến chứ, đúng không? Nên câu 1 là sai mất rồi. Đúng, bạn nào chọn 1 thì sai nhá. Đấy, đây là Suseki thì phải là có mặt nhá. Konai koto desho, nói konai koto này là gì đây? Là cái việc không đến thì cũng sai rồi. Đấy, tiếp theo nai koto ga nai, đó nó có nghĩa là không phải là không đến, cũng không hợp lý, đúng không ạ? Đáp án chính xác nó phải là câu 3 các bạn nhá. Đấy, konai hazu ga nai desho, làm gì có cái chuyện không đến được, vì đã bảo là qua điện thoại là sẽ tham gia rồi mà. Thì konai hazu ga nai hoặc konai wake ga nai đều được các bạn nhá. Đúng không? Như đây là nai koto ga nai, không phải là không, đúng không? Dame desu ne. Yakutai wa sanban. Sao có nhiều bạn sai vấy mấy cái này hay nhầm lẫn à? Dịch thật kỹ. Vì cái này không khó, vấn đề là các bạn cứ dịch qua hoặc là cứ kiểu nhanh quá ấy, đúng không? Là chúng ta bị sai mà sai sợ lắm, đúng không? Sang câu số 11 nào. Evento no junbei ni jikan to nanka hiyo ga kakateru no dakara sanka desu ninzu ga sukunakute mo nanka saigo made nani nani. Dịch thật kỹ câu này cho mình nhá. Đấy, có phương án 1, 2, 3 nào. Những bạn đã comment rồi nhá, các bạn làm ơn là có thể giúp mình dịch cái câu đấy ra được không? Tại sao các bạn dịch kỹ lắm rồi ạ? Thế à? Dịch đi, nào các bạn khác nào. Những bạn đang chọn các phương án vì đang có 1, 2 và 3 thì phải, đúng không? Đấy, các bạn phải dịch được câu thì các bạn mới làm được. Còn không dịch được thì đương nhiên là không hiểu nghĩa nó. Như vừa rồi các bạn dịch Suseki thành vắng mặt thì đương nhiên là sẽ sai rồi. Mà sai lỗi này là lỗi rất là tiếc luôn, đúng không ạ? Đấy, càng ngày nhiều phương án 1 đưa ra. Ok, là gì đấy nhỉ? Vì là chúng ta dịch nhá. Vì là cái gì đấy nhỉ? Việc chuẩn bị cho cái sự kiện này đã rất là tốn thời gian cũng như là chi phí rồi. Thế nên là dù là nhìn đến tề mối chưa, dù ít người tham gia đi chăng nữa nhưng mà đến lúc cuối các bạn nhá, sai gộ mà đấy vẫn chỉ có cách là phải làm thôi. Đã mất công chuẩn bị rồi thì nói chung là ít người vẫn phải làm. Vậy chúng ta chính xác là yaro shikanai hoặc yaro shika arimasen, chỉ còn cách đó, hoặc là yori hokanai, hokanai được các bạn nhá, tức là chỉ còn cách là thực hiện nó thôi. Chuẩn chưa? Chính xác, làm cho đến cùng. Thực ra bạn Hiền nó không phải làm cho đến cùng đâu nhá, mà mình nghĩ chỗ này mà sai gộ ma đế thì kiểu như là đến phút cuối ấy, đến cuối cùng thì ngay cả ít người đến mình vẫn phải tiến hành nó ấy. Đúng không? Thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn chứ nhỉ? Đúng không? Sai gộ ma đế yaru shikanai. Ok chưa? Wake ga nai thì là gì nhỉ? Wake ga nai thì là làm gì có chuyện thực hiện, đã tốn thời gian chi phí rồi không thực hiện thì chết à? Yaru mono de wa nai, đúng không? Đấy cũng không đúng các bạn nhá. Yatte wa narimasen thì cũng là kiểu không làm thì không được ấy, không được phép làm thì không đúng rồi, nói chung là phải làm nhá. Yaru shikanai, chuẩn chưa ạ? Tiếp theo câu số 12, Nihon ryori de wa nanka sushi ga yume desu ga watashi wa betsu ni nani nani. Hey, konbanwa Daki-san. Rồi câu số 12 nào, chúng ta chọn gì đây? Món ăn Nhật Bản đúng không? Thì sushi nổi tiếng thật đấy. Desuga, đấy thì từ gái một nhân đối với tôi. Đấy, Betsuni thì đặc biệt lại là tôi. Đấy, nổi tiếng tức là mọi người sẽ thích đúng không? Nhưng mà tôi không thích, thế nên tất cả những cái này đều khẳng định 1, 3, 2 đều khẳng định là thích rồi, chả biết chia ra hình thức nào. Vậy nó sẽ là 4 các bạn nhá, nhưng tôi đặc biệt là không thích. Desuga, yume desuga. Nhìn thấy chưa? Đó, nên nó phải suki de wa arimasen, suki janai đấy ạ. Đúng ạ, rồi chính xác. Câu cuối cùng của phần ngữ pháp nào. Đấy, saigo 13 bằng konna samui hi ni wa atatakai mono o nani nani. Vào ngày lạnh như thế này đúng không? Đấy, thì ăn những thứ ấm ấm là gì? Câu 13 các bạn ơi. Câu này chắc cũng là một mẫu câu các bạn khá quen thuộc rồi đúng không? Đó chính xác là cái gì là nhất đúng không? Và rất hay dùng luôn này. Đấy, cứ vào ngày lạnh làm nồi lẩu là nhất này. Đấy, naberio đi đúng không? Hay nikagiru hoặc đây là gì nhỉ? So desu ne, ăn uống thứ gì ấm ấm nó atatakai mono no mu ni kagiru. Ok chưa? Là cái gì là nhất các bạn nhá. Đấy, cứ vào ngày nóng nóng này ăn kem là nhất đúng không? Kiểu như vậy. Ok là tốt nhất, chính xác là nhất, chính xác. Vậy đáp án chính xác sẽ là số 2 các bạn nhá. Còn những khác là nó chia sang rồi, không ăn thì không được, không uống rồi này. Kagiranai dame desu. Rồi tiếp theo lại sang phần bài dấu sao một chút nào. Câu 14 2 1 4 3. Các bạn đang comment đi ạ. Chúng ta có này, lại hướng dẫn cách làm lần nữa nhá. Kono hokoku số tsukuru. Đấy, đằng sau là no jikan ga, đang có 4 kagetsu. Đó, 4 kagetsu là idesuka. Vậy ok, đã có tame thì mẫu câu của mình tame ni, vậy 2 sẽ đi với 1. Mà của mình sẽ là danh từ đi với no tameni hoặc là ve được tameni. Ở đây danh từ không có cái no nào nhá, không có cái no tameni nào. Vậy chúng ta sẽ có ve được tameni và đây 2 1 giây vào đây. Đấy, ok chưa? 2 1 mình đặt vào đây rồi. Nó sẽ ra về 2 1 4 3 hay là 3 4 đúng không? Ok thì chúng ta sẽ có là gì đấy? Eto chính xác. Ta cắt tạ đây là nó phải bổ nghĩa danh từ. Đấy, trực tiếp danh từ các bạn nhá. Vậy ở đây cũng là một danh từ kỳ càng nhưng lại có no rồi thì không đúng. Vậy chắc là 4 nó sẽ vào đây đúng không? Và 3 vào đây. Đấy, câu này chính xác luôn. Đúng ạ, à, chính xác. Nó sẽ là 2 1 4 3. Có nghĩa là cái thời gian đúng không? Của cái bản điều tra rất tốn để mà có thể làm được cái này đúng không? Số đề snack thì cái thời gian để làm bản điều tra tốn thời gian, cái thời gian tốn của nó là tận những 4 tháng trời. Câu số 15 nào. Kyono yote wa kore de owarimashita ga nani nani desu ka? Câu 15 các bạn chọn gì đây? 3 2 4 1. Đâu rồi, câu 15 ạ, mình đang cần câu 15 vì thấy câu 14 các bạn làm được rồi. Câu 15 3 2 4 1. Đấy, 2 1 4 3 đúng không? Rất nhiều các phương án đưa ra. Rồi ok, chúng ta đã cùng xem nhá. Ok desu ga này, nhìn thấy chưa ạ? Chúng ta lấy nasaru chưa? Đấy, nasaru thì có nghĩa là gì? Là đó là kính ngữ à, đúng không? Cho là kính ngữ của từ shima. Đấy, vậy phải làm cái gì đó phải là vậy do shimasu ka và tức là do nasaru đúng không? Ok, đây là phương án 1 4 ra đi với nhau. Ai để 1 4 cách xa nhau là sẽ sai mất này. 1 4 để gần nhau đi ạ. À. Đấy, câu số 15 đấy có rất nhiều bạn đang là 3 2 4 1 nhá. 3 2 4 1 mà đây mình đang để là 1 4 cơ, do nasaru. Đúng không? Do shimasu ka, các bạn nhớ cụm từ đấy không? Nên là nhiều bạn đang phải 4 1 nó sẽ sai mất rồi. Rồi đấy, nó phải đi 1 4 đi với nhau các bạn nhá. Nhìn thấy chưa? Do shimasu ka và tiếp theo này đấy, kore kara đúng không? Bây giờ làm cái gì đúng không? So desu ne, thế nên là chúng ta sẽ có là đây ạ. Mà nasaru mình hay nói các bạn, nasaru bổ nghĩa cho một danh từ. Đúng không? Chứ không thể nasaru đã 4 4 đi với nhau thì không thể nasaru desu ka rồi, phải bổ nghĩa danh từ, và danh từ duy nhất đây là goyote. Vậy 2 đúng không? 1 4 sẽ đi với 2. Đúng chưa ạ? 1 4 2. Vậy đương nhiên rồi, thì còn cái 3 đúng không? Kore kara desu ka, không hợp lý nhá, mình để đây. Bây giờ làm cái gì này? Thế là 3 này, 1 này, 4 này và đi với 2. Chuẩn chưa ạ? 3 1 4 2 mới là đáp án chính xác. Có rất nhiều người bạn sai đúng không ạ? Đúng không ạ? Mình xin lỗi nãy mình có chút việc một chút nên là mình đã im lặng đúng không ạ? Bây giờ ra rồi. Đấy, bây giờ kế hoạch làm như thế nào ạ? Dự định kế hoạch sẽ bây giờ làm cái gì đây ạ? Chuẩn chưa? Vậy mình sẽ là 3 1 4 2. Rất nhiều bạn câu này bị sai đúng không ạ? Đấy, nhớ nhá. Có phải đây là nasaru này, nhìn thấy chưa? Đó. Do shimasu ka, do nasaru vào đây. Đã nasaru là động từ đây mà bổ nghĩa danh từ. Thì có danh từ duy nhất đây là goyote. Chuẩn chưa? Đó, so desu yo. Trước khi câu số 16 nào, xin lỗi các bạn nhé, chúng ta quay lại thôi ạ. Rồi, kaisa ni totte daiji na kono shigoto wo nani nani. Đúng chưa ạ? Rồi, kaisa ga tosan shite shimau. Xem câu này có đúng không nhá. Đấy, mấy hôm trước mấy câu dễ dễ rồi, hôm nay đấy hơi khó một chút. Vẫn đúng sao cô? À thế à, vẫn đúng cái phần đố sao ấy ạ. Là may thôi, đúng không? Chúng ta phải hiểu bản chất của nó thì không sai được. Có nhiều bạn... Trời ơi, tiếc quá, bạn Trao Nhung Sằng. Mình thông báo luôn là từ giờ mình sẽ cố gắng livestream hàng ngày nhá, được chưa ạ? Đấy, thế nên là không ở trang này thì trang kia, nên cố gắng nhá, cố gắng vào xem vậy. Đâu rồi. Đấy, tiếp theo câu số 16 nào, mọi người đã nhìn kỹ nhá. Ố thì phải tìm động từ ạ, nhờ, như đôi khi mà ố dấu phẩy này các bạn nhìn nhá. Trong câu ấy lẽ ra có ố chúng ta phải tìm động từ, thì thực ra đây có động từ duy nhất là cái động từ này này, đấy, sasenai này, nhưng mà nó khi đi với dấu phẩy như thế này ấy nhá, thì thường thường động từ nó không đứng liền trực tiếp đâu, vì nếu đứng liền trực tiếp cần gì dấu phẩy nữa. Đây bỏ cái phần dấu phẩy đi cả các bạn, bỏ cái phần còn mình đi cả các bạn lại nhìn nhầm mất. Nhớ nhất trong câu nếu mà có dấu phẩy như này thì các bạn hãy nhớ cho mình là nó không đi liền trực tiếp động từ ngay đâu, và thế nào nó sẽ có một phần nào đấy trước đã. Nếu không nó đã bỏ dấu phẩy đi rồi. Đúng chưa? Đấy, câu 16 mình đang thấy là 3, 1, 2, 4. Chúng ta xem nào. 3, 1, 4, 2. Đấy, các vị trí nó sẽ khác rồi đúng không? Đấy, 3, 4, 2, 1. Đấy, chúng ta xem nào. Thứ nhất này, thực ra khi bạn nhìn nhá, đừng để 4 vào vị trí này luôn nhá. Vì đây nó có dấu phẩy như mình vừa nói này, đúng không? Koto ni wa. Nhìn thấy koto ni wa chưa? Đấy. Koto ni wa thì tức là chúng ta sẽ phải đi cái gì? Fuchike đi về trước nó, đúng không? Đấy, ok chưa? Vậy nó phải fuchike đây là cái gì? 4 sẽ đi với 2 vì mẫu koto ni wa mà phía trước 4 cái koto nó coi như một danh từ đi. Đúng chưa? Đấy, vậy nó sẽ là gì đây nhỏ? 4 sẽ đi với 2 các bạn nhá. Chuẩn chưa ạ? Đấy, 4 đi với 2 vào đây. Ok. Tiếp theo nan để mẫu nan ni ga, đúng không? Vậy chúng ta sẽ đi cái nào đi với nhau, đúng không? Thực ra mẫu câu của mình đây là koto ni wa thì là gì? Do cái gì đấy nếu mà không thế nào nha các bạn nhé. Koto ni wa mẫu câu nếu mà ở đây có nai thì sẽ là nếu mà không thế nào đó. Vậy thì chúng ta sẽ dẫn đến cái này, nhìn thấy chưa? Kai sagato san seshimau là công ty sẽ bị phá sản. Nên chúng ta sẽ để 42 luôn ở trên này các bạn này. Đấy, để nó dẫn đến cái đằng sau. Vậy vấn đề của mình bây giờ là nan để mối với nan ni ga, đúng không? Nó đi vào như thế nào? Thực ra chúng ta sẽ để như này này. Nan ni ga, nan để mối cái gì đó thì dù cái gì nó cũng không làm được ấy ạ. Đấy, cái gì nhá, thực ra phải nan để mối nó sẽ đi 1 đi với 4. Đây này, kanse ở đâu đây là gì nhỉ? Seiko của mình xin lỗi nhá, seiko sasenai không làm cho nó thành công được ấy ạ. Vậy nan để mối đúng không? Đấy, kanse sanko seiko đúng không? Sasenai. Vậy 1 nó sẽ đi với 4, vậy chắc còn vị trí với bạn và đây. Chuẩn chưa? Vậy đáp án của chính xác sẽ là 3142, các bạn đã đúng không? Câu 16 hầu như không ai đúng. À đây có bạn nhất chị Mai này thấy 3142, bạn Nguyễn Thanh Bình này đúng không? Chính xác. 3142 các bạn nhé. Eto nghĩa là gì đây? Đối với công ty đúng không? Những cái công việc quan trọng như này đúng không? Thì cái việc gì đó là việc gì đi chăng nữa mà cũng không làm cho nó thành công được, đúng không? Cho nó thành công được thì công ty sẽ bị phá sản thôi. Đó, nan đi các công việc là đó nhá, đúng không? Mà việc gì cũng vậy, không làm cho nó thành công được thì sẽ bị phá sản thôi. Ides có, vậy chính xác sẽ là 3142. Chuẩn chưa ạ? Tiếp theo câu số 17, nó không sao, nếu sai chúng ta sẽ làm những câu khác nào. Tiếp theo là Asta no yoru doko ka ni sokuji dekimasen ka? Asta wa kazoku to, nhìn thấy chưa? Cái này chắc dễ hơn này, no de. Đã có no de dùng fuchike, ở đây có hai fuchike là iru với cả suru. Thế xem nào, ở đây có natte, mình nói các bạn có cái kinh điển rồi, đã có na đi mát nó trên danh nát tại natte thì cũng phải tìm cái trước nó là tự hoặc tìm với ní. Và đây vậy ta có ní chưa? Ok, 1 mình sẽ đi với 3 nhá, chuẩn chưa? 1 phải đi với 3. Ok, 1 3 đi với nhau. Tiếp theo koto thì chúng ta lại dính đây nhỏ. Natte cái y đự, vt y đự, vta đự, những cái cụm đấy còn nhớ không ạ? Vậy 1 đi với 3, 3 đi với 2, đấy cho vào đây nữa. Đấy, vậy nhiệm vụ các bạn bây giờ 4 để vào đâu? Thì đương nhiên là để ăn với gia đình còn gì nữa. Vậy 4 vào đây nhá. Vứt cụm 132 vào đây nữa là xong. 4132, chắc không ai sai đúng không? 4132 chính xác, đúng rồi, chuẩn luôn. Khó quá. Tiếp theo câu số 18, Hisashiburi ni Tokyo e asobi ni nani nani katte kita. Nhìn thấy chưa? Đã mua, nhìn thấy mua cuối cùng chưa phải mua cái gì đó. Ok, 1 vứt đây, mua trang phục chuẩn luôn. Tiếp theo đã có asobi ní hoặc là ít tại phải tìm với ní đúng không? Có cái ní không ạ? Chư đệ ní là mẫu câu nhất, không phải là chư ní ít tại đâu, mà mình đi đến một địa điểm ở đó. Itimat ấy, những địa điểm chỉ di chuyển rồi đi đến địa điểm đó hoặc đi với mục đích gì đó. Vậy 4 ta đi đâu? Đi chơi, chuẩn chưa ạ? Đấy. Và chư đệ ní thì gọi vê đự hoặc là vê tại chư đệ ní. Vậy có vê tại đây rồi, vậy 4 nó sẽ đi với 3. Vậy chắc 2 nó vào đây nhỉ? Chả biết nó là cái gì, chắc 2 nó vào đây. 4321. Đúng ạ, câu 18 phải là 4321 nhé. Nhiều bạn sai quá. Đã ra được 41 đầu rồi lại thành 423 đúng không em? Nếu 2 trước thì là gì đấy? Đâu nhỉ? Nếu 2 trước thì ít tạ, xong bạn để 2 lại hoshikatta chư đệ ní à? Không đúng, phải là hoshikatta là mua cái bộ trang phục mà tôi đã muốn rồi ấy, các bạn nhá. Đó, nhân cái tiện đi chơi ở Tokyo tôi đã mua cái bộ trang phục mà tôi đã muốn từ lâu. Ides có. Xem xe chữa chậm thôi ạ. À thế à, mình nói hơi nhanh à? Hôm nay mới lại có người kêu nhanh này. Mình chắc là chưa quen vì bài này. Rồi ok, mình sẽ chữa chậm một chút nhé, không thì chịu khó nghe lại vậy nhé. Rồi, 4, 3, 2, 1 là đáp án chính xác. Xong. Minasan. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần đục lỗ. Cũng có rất nhiều bạn yêu cầu mình, các bạn cứ kêu là trời ơi đây, với nhất là nhìn một đoạn bài dài ơi là dài như này thì mình cam đoan là các bạn sẽ rất là sợ này. Đúng không ạ? Trời ơi, đúng nó dài như này, các giờ bài đọc đâu, thôi không làm mà được có 5 điểm, làm 5 câu mất thời gian đúng không ạ? Nhưng hãy nhớ cho mình này, đục lỗ ở trong nữa thì nó chỉ là dạng ngữ pháp thôi. Nó vẫn nằm trong, nó là 5 câu thuộc 23 câu ngữ pháp, đúng không ạ? Và nếu mà ngữ pháp ở 13 câu vừa rồi mình chữa cùng các bạn ấy, thì nó là những ngữ pháp đơn lẻ nằm trong từng câu riêng một, đúng không ạ? Thế nên là bây giờ nó là phần đục lỗ thì nó nằm trong, hãy nhớ là cái ngữ pháp đấy nằm trong một đoạn văn, vẫn là một câu nhưng câu nằm trong đoạn văn thôi, nó có sự logic gắn kết với nhau thì nó không khó đâu, các bạn thử làm mà xem nhá. Chưa kịp suy nghĩ à, thế à, thế mình sẽ chữa chậm một chút để cho các bạn nghĩ đã nhá. Ok rồi, Duy Mạnh ơi, nghe cả mình livestream gần 1 tiếng chỉ để chờ bài này đúng không ạ? Thì hôm qua mình đã bảo là suy nghĩ đáp án ấy, bạn đã nghĩ ra chưa? Bài này em đi ngủ biết ngay mà. Đấy, cái phần này là em ngáo bài này lắm, em sợ bài này lắm, là các bạn sợ hãi kiểu tâm lý chưa đánh mà đã kiểu tâm lý đã sợ thua rồi, chắc chắn là thua luôn nhá, đúng không? Nhưng hãy nghe mình giải thích đi, đúng không ạ? Nó chỉ nằm trong câu thôi, các bạn giải thích được câu đấy là nó sẽ ra vấn đề. Hôm nay mình không là live phần nghe thôi, chắc là chỉ là nốt bài này là mình cũng xin phép thôi nhá. Phần nghe là sang tuần sau bắt đầu làm hàng ngày, mình sẽ live nhiều nhất là dạng môn 4 đến môn 5 vì nó ngắn gọn, nó dễ cho các bạn. Còn nếu mà môn 3 mình có hướng dẫn rồi, 1, 2 thì mình sẽ có một clip đi chẳng hạn, để từ sau mình xem xét mình quay clip thì nó dễ hơn. Chứ nếu mà để livestream thì sợ là các bạn nghe nó bị tập tõm thì những cái câu dài dài của môn 1, môn 2 thì là hơi khó nhá. Câu 19 mọi người đang chọn 1, 2, 3. Ok, đấy, cứ chưa chi đã đòi đi ngủ rồi, xem nhá. Các bạn rất dễ nhầm này, đấy nhá. Chúng ta có này, Nihon de wa ego no kyoiku wa totemo daiji da toyu hanashi. Các bạn hành động của mình đây là nghe đúng không? Đấy, tất cả hành động của mình là nghe, vấn đề nó chia sang như thế nào thôi. Thì vấn đề các bạn xác định nghe ai là người nghe cái này? Mình đúng không? Các bạn dịch nghe mình nói nhá. Đục lỗ khó quá, nghe mình nói này, các bạn rất dễ nhầm vào này. Thôi mình kệ các bạn comment, mình sẽ giải thích này, các bạn hình dung này. Các bạn đều biết là mình sẽ là người hành động nghe đúng không? Mình đã bị được nghe, ok đấy các bạn dịch này. Tôi đã được nghe rất nhiều các câu chuyện rằng những câu chuyện là gì đấy? Cái việc giáo dục hoặc là dạy tiếng Anh ấy, đúng không? Ở Nhật Bản nó rất là quan trọng. Đấy, mình đã được nghe. Khi các bạn dịch như thế thì các bạn lập tức sẽ chọn phương án số 1. Đúng không? Tuy nhiên các bạn nhớ cho mình đây là dạng bị động, nhớ cái V đà đây được không ạ? Đấy, mình phân tích cho bạn rõ một chút nhá. Đây là dạng bị động đúng không? Kikademasu đúng không? Cái là chia sang dạng bị động. Thế nhưng bị động ấy thì cái hành động được chia ở đấy nó phải là hành động của người nghe, của người khác, đúng không? Ví dụ như mình bị dẫm vào chân thì cái người kia dẫm vào chân mình. Mình bị làm sao nhỉ? Bị mắng đúng không? Thì cái người giáo viên mới là người mắng mình. Đấy chứ không phải là người mắng. Còn đây trong tiếng Việt có một câu tiếng Việt ấy thì nó hơi khác một chút, là tự nhiên có cái từ nghe nó hơi đặc biệt. Được nghe, tiếng Việt của mình nghe hay là mình được nghe thì vẫn là mình nghe đúng không các bạn? Hiểu ý mình chưa ạ? Thế nên ở đây á, nếu mà như thế này thì là gì đấy? Bị người khác nghe mất rồi. Đúng không? Đấy bị này và người khác sẽ là người nghe, người thực hiện hành động chứ. Cũng kiểu bị dẫm vào chân thì người khác dẫm, bị ăn mất thì người khác ăn, đúng không? Bị mắng, bị chửi thì cũng là người khác chửi. Còn đây là mình được nghe thì lại là có phải là mình lại là người khác nghe chứ không phải là mình đâu. Hiểu ý chưa? Thế nên là câu số 1 mình sẽ phải loại đi ngay lập tức nhá. Các bạn đã hiểu chưa? Rất nhiều người bị sai mất phần này. Đấy. Còn đây ạ, yoku kikaseru là tôi rất hay bắt người ta nghe, cái này cũng sai rồi này. Còn saseru đây cũng thế, là yoku kikuyo ni saseru, tức là mình bắt để ai đó làm để mà nghe được đấy ạ, đúng không? Nên câu này cũng sai. Đáp án chính xác phải là số 3 các bạn ạ. Yoku kikaseru, thể này là thể bị động sai khiến, mình bị bắt nghe thì mới là mình nghe các bạn ạ. Hiểu ý câu này chưa? Nào ví dụ như bạn Mạnh hôm qua có hỏi mình chẳng hạn này, thì bây giờ đã hiểu tại sao phương án 1 loại đi và phương án 3 được chọn không ạ? Hai loại đi nhá, mình không bắt ai nghe cả, mình bắt ai nghe cũng là người khác nghe. Còn đây vấn đề của mình là tôi đã được nghe rất nhiều những câu chuyện là gì đấy, những cái vụ việc đó là gì đấy, việc dạy tiếng Anh ở Nhật ấy nó rất là quan trọng, là một việc rất là đại sự, là quan trọng đây, đúng không? Rất là cần thiết đây. Thì mình mới là người nghe câu chuyện đó, thì phải số 3 thì mới là mình là người hành động nghe. Kikasareru có nghĩa là bị động sai khiến, mình bị bắt nghe thì mới là mình nghe. Còn số 1 các bạn sẽ nhầm với số 1 này. Kikareru nó chia sang bị động thôi, và bị động là người khác làm hành động. Như kiểu tôi bị dẫm vào chân, tôi bị ăn mất cái thứ gì đó, hoặc tôi bị mắng, tôi được khen chẳng hạn. Đúng không ạ? Bị động thì phải người khác làm. Đã hiểu chưa? Đã hiểu chưa Mạnh Sang? Đấy, nhá, này rất nhiều mình biết là hôm qua có vài bạn đã làm cái đề này rồi và nhầm, nên là hôm nay mình xin phép livestream để mình giải thích kỹ hơn này. Đã hiểu chưa? Vì có rất nhiều từ, nhất là cái từ nghe. Tiếng Việt của mình thì nghe với được nghe nó bằng nhau. Tôi đã được nghe vẫn là mình nghe. Tôi đã nghe rằng là vẫn là mình nghe. Mặc dù trong tiếng Nhật thì được nó chia sang bị động, nó khác. Chú ý nhá, nhớ chưa? Đấy, xác định chậm lại còn nhầm. Đấy, thế là rất tiếc rồi đúng không? Và câu 19 số 3 nhá. Câu 20 nó nằm vị trí này. Đấy, đừng có dịch nhiều nhé, chỉ cần dịch đúng câu đấy thôi. Ok chưa? Câu đằng trước, vì vị trí 20 nó nằm để nối. Đấy, nhìn thấy chưa ạ? Nên nối câu 1 với câu 2 đằng sau. Nên là để nối được thì các bạn phải hiểu nghĩa câu trước và nghĩa câu sau. Hiểu với mình chưa? Nhá. Manchime ni benkyū suru no wa totemo ii koto da to omou. Shikashi watashi kangai wa sukoshi chigau. Đấy, cái việc học mà hành chăm chỉ thì đương nhiên tôi nghĩ là việc tốt rồi. Thế nhưng mà suy nghĩ của tôi lại khác. Ở đằng sau này, internet de kaigai no yohou atsumeru toki ya kaigai ryoukou chiu nihon ni itemo gaioku no kankochi kara kankokyaku sumimasen kankokyaku kara michi o kikareta toki nado eigo ga wakaru to benri da to kanjiru koto mo aru. Ở đằng sau nó bế câu của nó là gì? Phía trước nhá, suy nghĩ của tôi khác, tức là không hẳn là cứ học hành chăm chỉ là tốt đâu, bởi vì là gì đấy? Nhưng cái khi mà mình cần tìm kiếm thông tin trên internet này, những khi mình đi du lịch này, hoặc thậm chí khi mình ở Nhật và mình bị hỏi đường này từ khách du lịch này, đúng không? Vậy nếu mà biết cái gì nhỉ? Biết tiếng Anh ấy thì tôi nghĩ là một điều cũng có khi tôi cảm thấy là rất là tiện lợi đấy. Thế nhưng mà thế nào đó, đúng không ạ? Thế nên đây chúng ta đã bán câu số 20, các bạn chọn gì ạ? 4 sư độ tố, thế là thực ra sư độ tố mà được thì đà cà đà sẽ được, vì nó phải dẫn theo nhau cho nên kết quả. Hiểu không? Đấy, cái đây đang người ta đang ở phía trước nó chỉ đồng lòng với cái việc là gì đây? Tôi nghĩ học này là việc tốt, mà đằng sau nó là gì đấy? Là tôi đi du lịch các thứ mà biết tiếng Anh thì tốt mà. Tuy nhiên này, watashi no kangae wa sukoshi chigau, suy nghĩ của tôi lại khác, hiểu chưa ạ? Thì cái vế đằng sau ấy, đúng không, khác thì nó phải dẫn đến là khác, tức là không cần học hành đâu, mà đấy là nếu học thì sẽ biết nhiều mà. Chuẩn chưa? Đáp án chính xác phải là tashikani. Đúng không? Chắc hẳn đúng rồi, có lẽ là tôi nghĩ là công nhận là cái này đấy. Thế nhưng mà lại thẳng định thêm một cái nữa, shikashi đằng sau này, nếu cần thiết phải đọc cái này nữa này. Đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ không đúng như thế đâu. Sono a tội là sau đó cũng không hợp lý các bạn nhá. Đà mê. Thế nên đáp án phải là 2. Có lẽ là như thế thật đấy. Tuy nhiên, đây học đọc thêm câu này này. Học không có mục đích, mokuteki, đúng không? Monaku, đúng không? Mà cứ học chỉ vì cái lý do là ui tiếng Anh quan trọng lắm, đúng không? Đấy, thì làm sao? Tôi nghi vấn cái điều đó. Đấy, tôi lại cảm thấy rất là nghi mông, đúng không? Hơi nghi ngờ về cái điều đó có sự thật sự cần thiết hay không. Ok chưa? Câu 20 chính xác là đáp án số 2 nhá. Có lẽ là đấy, chỉ cần dịch đúng cái câu đấy thôi còn gì, vì là từ nối qua dịch cụm chữ khóa đoạn này tí là ra, đúng không ạ? Nằm ở vị trí 21 này. Đấy, đây nằm gì này thôi, đây là mình chèn hẳn cái phần phía trên nhá. Đấy, không cần nhìn nữa, làm cho các bạn to lên cho nhìn rõ này. Câu 21 mọi người đã nhìn được chưa? Ở của mình là Nihon de sekatsushi Nihon no kaisa de hataraite iru kagiri Eigo o hanasanakeba nanai kikai wa hotondo nai. Đấy, dịch kỹ nhá. Không khác gì các bạn đi làm mà cái phần ngữ pháp 13 câu kia đâu. Chỉ có điều là các bạn đặt cái câu ngữ pháp nó trong một đoạn văn thôi. Hãy nghĩ thế cho đời nó đơn giản. Nào, câu 21 các bạn đã nhìn thấy, mình thấy đang có phương án 1 đúng không ạ? Để chúng ta xem nào. Trời ơi. Ở phía trên thì chúng ta nếu mà làm được câu 1, câu 2 thì các bạn sẽ hình dung sơ qua nghĩa của nó là tiếng Anh ta thấy được nghe là tiếng Anh quan trọng lắm. Đấy, thế nhưng mà tiếng Anh đúng là học hành chăm chỉ như một ngôn ngữ tiếng Anh thì nó tốt thật đấy. Thế tôi có suy nghĩ khác, bởi vì rằng là học tiếng Anh mà đi đến những chỗ kia thì tốt là tốt thật đấy. Tuy nhiên mà học không có mục đích, mà học chỉ vì là ôi tiếng Anh quan trọng mà chưa biết cách dùng như nào chẳng hạn ấy, dùng trong ngữ cảnh nào ấy, thì tôi nghi vấn về điều đó. Đấy, ghi mông ố đang có kanji độ đà dùng là. Ở đằng sau lại vẫn này, các bạn nhìn này, khi sống ở Nhật, khi làm việc ở công ty của Nhật, đúng không, thì cái cơ hội, đúng không, phải nói tiếng Anh ý, nó hầu như là rất ít. Nhìn thấy chưa ạ? Vậy nó có thể tô cô độ đế thì là chuyển chủ đề rồi nhá, là chúng ta bỏ đi. Ai chọn phương án 2 ta loại bỏ đi. Chuẩn chưa? Đấy, câu số 1 tô cô độ gà, nhưng mà đấy nó vẫn đang là cái nối với cái này mà. Đúng không? Nối với bên trên là tôi nghi ngờ về cái sự xác thực là nếu học không có lý do đấy, thì bởi vì đây là này. Đấy, nhìn thấy chưa? Tô cô độ gà thì là nhưng mà, thế nó có trái ngược gì với đâu. Nên 1 với 2 mình phải loại trừ đi. Đấy. Câu số 4 là D. Vậy tại sao lại như thế nhỉ ạ? Nhưng đây câu này là câu khẳng định mà cái cơ hội để mà nói bằng tiếng Anh ấy, đúng không? Ở Nhật Bản ấy hầu như là không có. Đấy, đâu có phải là nó đang hỏi cái gì đâu. Là D hỏi mà đáp án chính xác phải số 3. Nếu mà nói lý do là vì sao ấy thì đó là vì, hiểu chưa ạ? Có mẫu câu naze nara nani nani kara dearu. Nếu mà nói lý do vì sao thì đó chính là vì cái trong cái giới hạn mà mình sống ở Nhật, trong cái việc mà mình làm việc công ty Nhật thì hầu như là cái cơ hội nói tiếng Anh là không có. Được chưa ạ? Để trả lời cho câu đó luôn chứ không phải đang là câu hỏi nữa. Vậy tại sao thế nhỉ ạ? Không đúng ở đây. Nếu mà nói lý do vì sao thì đó chính là vì, hiểu chưa ạ? Nên đáp án 3 mới đáp án chính xác nhé. Rất nhiều người chọn câu 4 nhờ. Đấy, các bạn dịch sai là đương nhiên sai, mà đây nó chỉ nằm trong câu này thôi nhá. Ok, tiếp theo nào. Đây, tiếp theo mình đang để cả câu 22 và câu 23 luôn để các bạn chọn nhá. Các bạn nhìn thấy vị trí câu 22 không ạ? Hơi mờ một chút thì nên cố gắng vậy nhá. Câu 22 chúng ta đang nằm ở vị trí này đúng không? Đấy, đọc kỹ câu đấy cho sensei nào. Sone nara tatoeba shōgakkō de wa nihongo wo manabu jikan wo motto fuyashitari kaisei nara sore yore no shigoto ni hontou ni hitsuyou na koto wo inajia. Nếu mà thế, đấy nhá, đúng không? Ví dụ như là, đúng không? Chúng ta tăng cái gì đấy ạ? Thời gian học tiếng Nhật ở các trường tiểu học lên. Đấy, không phải học tiếng Anh nữa mà học tiếng Nhật nhá. Rồi nếu là nhân viên thì cần thiết, đúng không? Đấy, nên học những cái gì mà cần thiết với công việc ấy, với tùy từng công việc của mình ấy. Đấy, vậy chúng ta sẽ có là gì đấy? Nên hay không nên học? Câu 22 các bạn đang chọn gì? Đấy, chúng ta xem nào, vậy có nên học không số 2 à? Manabu hoga yoi. Tôi nghĩ là... tôi không nghĩ là nên học. Thế tức là không học à? Đúng không? Thế nên hợp lý phải là gì? Phải học chứ. Đấy, tăng ở Nhật ở các cấp độ tiểu học ấy thì phải tăng thời gian tiếng Nhật lên. Còn nếu là nhân viên đã đi làm rồi thì phải học những cái cần thiết cho từng công việc ấy, phải nên học chứ. Cái nào nên học thì mình chọn, đúng không? Đây này, vậy nai hô gái y tức là không nên học loại này. Không nghĩ là nên học thì cũng loại này, đúng không? B đế quạ nai, đúng không? Nghĩ là không nên học cũng loại này, mà tôi nghĩ là nên học những cái gì mà nó để phục vụ cho công việc ấy ạ, đúng không? Phù hợp cần thiết cho từng công việc. Cái đáp án chính xác phải phương án số 4. Còn câu cuối cùng mình xin phép giải thích nốt nhá, câu số 23, đúng không ạ? Ở vị trí này là shoyatte nihongo no chikara ya nani nani gizutsu o minitsuketa hoga jibun no tame ni naru no de wa nai daru ka. Chuẩn chưa ạ? Đấy, câu số 23 thì cuối cùng là gì đấy? Nếu làm như thế thì năng lực tiếng Nhật này hoặc là được những trang bị cho minitsuketa, tức là mình gắn vào mình nhá, mình học được những cái kỹ thuật thế nào đó, đúng không? Thì chẳng phải là sẽ tốt cho bản thân mình hay sao? Jibun no tame ni naru no de wa nai daru ka. Nếu hôm nay đào đầu cả chính điều người ta muốn nói đấy ạ, đúng không? Thì đấy mới là chúng ta học vì bản thân mình, đúng chưa? Vậy chúng ta phải nên học những cái gì, cái kỹ thuật làm sao, cái ghi chút chữ nó làm sao nhỉ? Có ích hay không? Một đấy ạ, ít chữ cài nhá. Cái này loại đi, vì lúc nào đó nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ có ích cả. Thế nhưng trong này nếu mà nó lại trái với câu trên lúc mình làm ở câu số 20 thì phải, đúng không? Đó là gì đấy? Một lúc nào sẽ có ích thì đúng là, nhưng mà muốn là có ích thì là biết đâu sau này đi du lịch gặp khách nước ngoài các thứ này, đúng không? Nhưng mà đấy có phải dùng được ngay đâu, đúng không? Mà chúng ta phải học những cái gì mà nó cần thiết ngay bây giờ chứ. Đúng rồi, đáp án chính xác phải là sư gự ní yak đạt chữ, phải có ích ngay ạ. Chứ còn ít chữ cả là một lúc mà nó sẽ có ích thì nó lại trái với cái ý ở trên này rồi này. Đúng rồi, ở trên là chị bạn ấy bảo là gì đây? Đúng là học tiếng Anh thì là tốt rồi đấy, vì có thể mình sẽ bị người khách nước ngoài hỏi này, có thể đi du lịch nước ngoài hoặc là khi tìm kiếm thông tin trên mạng ấy, đúng không? Thì đấy mới là lúc nào nó có ích. Nhưng bây giờ mình cần cái mình cần là phải học ngay những cái mà cần thiết này. Ngay câu về trên lúc mình làm câu 2 là đây, nó không phải hontou ni hitsuyo na koto, đấy, học những cái mà thật sự cần thiết với công việc để ứng dụng được ngay, đúng không? Có ích ngay, sư gự ní yak đạt chữ. Còn thì nhỉ, rất tội giác cự data này, đấy hoàn toàn không có ích, sai rồi nhá. Amari không có ích mấy thì đương nhiên là loại rồi, loại 3 4, nên đáp án chính xác phải đáp án số 2. Ides có đó rồi. Ok, vậy nay mình đã điểm qua được một vài cái liên quan đến nó gì nhỉ, đến ngữ pháp rồi này, những cái môn bài mà các bạn hay kêu khó, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá, và hy vọng là các bạn chịu khó làm cái các bạn hay kêu là đục lỗ khó mà, thì lúc mình like đục lỗ các bạn phải cố gắng nghe. Vẫn không hiểu thì mình xin phép là mình bảo cô Anh giảng chậm thôi, thì mình sẽ giảng chậm cùng các bạn để các bạn làm sao có thể tự tin làm được phần này hơn, biết cách làm hơn. Nó có thể mình không giúp cho các bạn là đúng hết cả 5 câu trên 5 câu bởi vì có những câu khó đúng không? Thì phần kiến thức của mình nó chưa chắc lắm thì không thể đúng được, nhưng ít nhất là các bạn biết cách làm mà không sợ làm, thậm chí không bỏ qua cái phần này nữa. Nhớ chưa? Đúng rồi. Đấy, còn nếu các bạn nào vẫn sợ thì phải làm chứ không thể sợ mà bỏ đi được, vì tất cả các bạn sợ đọc hết thì cuối cùng mình sẽ liệt đọc đấy, sợ nghe mà không nghe thì đương nhiên là cũng liệt nghe đấy. Tất cả những cái tip mình cho về môn đề 3, môn đề 4 của các bạn ấy nó chỉ là một phần để biết cách nghe thôi. Còn nếu các bạn không ứng dụng những cái tip đó để mà nghe hàng ngày, nghe thường xuyên, luyện tập nó thì cái tip đấy cũng vứt đi. Nhớ chưa? Chứ không phải là cô đưa tip cho các bạn mà trước ngày thi cô đưa tip một đống tip cho các bạn, hôm sau bạn đi thi các bạn bắt được hết đâu. Tip là một chuyện nhưng bạn phải ứng dụng cái tip để chúng ta luyện tập thành thục nó. Như lúc mình livestream cái môn đề 3 xong chẳng hạn, môn đề 3 nghe các bạn có nhớ không? Mình bảo là ngay lập tức dở bất kỳ sách nghe đó ra, nghe hết tất cả những câu đi và xác định lại chủ đề, xác định lại những câu hỏi đúng không? Memo như thế nào đó để ra được câu trả lời chứ không phải tip mà ra được, nhớ chưa? Tối mai thì về cơ bản vẫn là gì nhỉ? Đục lỗ, à nhầm, về cơ bản vẫn là live bên trung tâm Nhật Cô C này. Có phần ngữ pháp nói chung là mỗi ngày mới ít nhá, mình sẽ tập trung vào những cái môn nào mọi người đã comment trên cái topic của mình ấy, là muốn mình livestream phần nào thì mình sẽ tập trung những cái đó. Tất nhiên là không thể hôm nào cũng dồn tất cả hết vào được, nhưng mình sẽ cố gắng đưa ra những cái gì mà trước giờ mình chưa like là một này, và thứ hai là những cái gì mình nghĩ là nó cần thiết cho kỳ thi sắp tới các bạn nhá. Đó cha, Minna-san, yamata.